Tòa dinh thự này là nơi mà cả gia tộc họ Hứa sinh sống, có tới 99 cánh cửa với vẻ đẹp lộng lẫy, cổ kính của kiến trúc Âu Á hài hòa. Những lời đồn thổi đậm chất lưu chai về con ma nhà họ Hứa cũng xuất phát từ chính nơi đây. Tồn tại hơn 100 năm nay giữa lòng Sài Gòn, tòa biệt thự bề thế của gia tộc nhà họ Hứa cho tới nay vẫn là câu chuyện bí ẩn và khiến người xem tò mò và sợ hãi. Bây giờ hãy cùng theo Cường vào để tham quan xem thử ngôi nhà 99 cửa và giai thoại con ma nhà họ Hứa này nhé. Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chú Hỏa sinh năm 1845, mất năm 1901, nổi lên như một thương gia tài giỏi và giàu có bậc nhất đất Sài Gòn. Ông được dân gian tôn vinh là một trong tứ đại hào phú, nhất sĩ Nhì Phương, Tam Sườn, Tứ Hỏa. Huyện sĩ là Lê Phát Đạt, Tổng đốc Phương là Đỗ Hữu Phương, Bá Hộ Sườn tức là Lý Tường Quang và chú Hỏa là Hứa Bổn Hòa. Công ty của gia đình họ Hứa đã có một thời gian dài phát triển rất thịnh vượng, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Sài Gòn thời bấy giờ. Không chỉ xây các dinh thự hoành tráng cho gia đình mình, chú Hỏa còn xây gần 20.000 căn nhà phố cùng hàng loạt công trình dân dụng như bệnh viện, chùa chiền, trường học phục vụ cho người dân. Có rất nhiều giai thoại xung quanh gia đình của vị thương gia gốc Hoa này, thế nhưng có lẽ giai thoại nổi tiếng nhất và khiến người Sài Gòn luôn hoài nghi mỗi khi nhắc đến đó chính là con ma nhà họ Hứa. Tính bi kịch của cô tiểu thư xinh đẹp Hứa Tiểu Lan. Chú Hỏa có ba người con trai và một cô con gái út xinh đẹp tên là Hứa Tiểu Lan. Vốn rất yêu thương cô con gái út nên khi vị tiểu thư này mắc phải bệnh phong cùi, chú Hỏa đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa chạy cho con. Thế nhưng y học thời bấy giờ chưa phát triển, căn bệnh của Tiểu Lan xem như vô phương cứu chữa. Nhằm không muốn để lộ việc con gái của mình bị bệnh phong cùi, ông Hứa đã giam lỏng tiểu thư trên một căn phòng tối trên tầng cao nhất của tòa biệt thự. Hàng ngày kẻ ăn người ở trong nhà luân phiên nhau đem cơm nước quần áo cho tiểu thư thông qua một khe cửa. Và đặc biệt tất cả đầy tớ đều phải đi lùi và không được nhìn tiểu thư. Thời gian trôi đi, cô tiểu thư cũng qua đời vì thương nhớ cô con gái, muốn tạo cảm giác như đứa con yêu thương vẫn còn sống bên mình. Chú Hỏa không khâm liệm thi hài mà đặt tiểu thư trong một quan tài bằng đá, nắp đậy là một tấm kính dày 5 cm. Hàng ngày vẫn có một bà vú mang thức ăn lên phòng như khi Tiểu Lan còn sống. Vào ngày giỗ đầu của tiểu thư, chú Hỏa đặt may bộ đồ đầm trắng, một con búp bê biết nháy mắt và một dĩa cơm để cúng. Sau khi khách ra về, bà vú lên phòng dọn dẹp như thường lệ thì bỗng nhiên bà hét lớn rồi chạy như ma đuổi xuống dưới, miệng liên tục nói cô chủ về, cô chủ về. Trong căn phòng âm u, nắp hòm bằng kính thì bị mở ra, con búp bê đứng hẳn trên lồng kính, đôi mắt nháy lia lịa. Còn dĩa cơm thì đã vơi đi phần nữa. Dù các cửa phòng vẫn khóa chặt từ lúc sáng, biết có điềm không lành, gia đình họ Hứa đã bí mật đem thi hài tiểu thư chôn ở một nơi xa thành phố. Và kể từ đó mỗi khi đem về, người ta lại nghe tiếng khóc than ghê gợn phát ra từ phía căn phòng tối của cô tiểu thư xấu số.